Và trước khi bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý quan khách, phụ huynh và các em học sinh cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên của trung tâm thực hiện. Tiết mục mở đầu là chương trình văn nghệ của buổi lễ ngày hôm nay là tiết mục Múa quê tôi do các em học sinh cấp 1 thể hiện. Thank you.
Thank you.
lớp 6. Và để thay đổi không khí ngày hôm nay, kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một tiểu phẩm hài do các em học sinh cấp 3 thể hiện. Lâu quá mới gặp. Đẹp vẫn đẹp như xưa.
Cảm ơn tiết mục kịch rất vui nhộn vừa rồi của các em học sinh cấp 3. Và sân khấu của chúng ta sẽ sôi động hơn với tiết mục nhảy của các em học sinh đến từ lớp 2 và lớp 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các tiết mục rất tuyệt vời mà các em đã chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay. Và giờ đây kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý quan khách, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh, chúng ta cùng đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.
Kính thưa tiến sĩ Trần Minh Hùng, tiến sĩ Phạm Văn Thanh, tiến sĩ Võ Văn Lý, trường Đại học Đồng Nai, kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Quận, cùng tất cả quý vị quan khách, tôi xin thay mặt cho trung tâm để xin có một cái báo cáo đúc kết về 20 năm của trung tâm. Đầu tiên thì tôi xin được tóm tắt cái lịch sử hình thành và phát triển để cho tất cả quý vị, tại vì có rất nhiều phụ huynh học sinh là những người mới của một vài năm trước đây, từ những người mới của một vài năm gần đây, hoặc là các em học sinh mới của trung tâm cũng chưa có được biết hết về cái quá trình hình thành và phát triển. Thì vào năm 1998, giáo sư tiến sĩ James Woodward và tôi cùng làm việc chung trong một cái dự án là giáo dục hòa nhập cho trẻ điếc của Bộ Giáo dục Đào tạo và tổ chức Mersberg. Thì trong quá trình làm việc chung, chúng tôi đã cùng chia sẻ những suy nghĩ về giáo dục cho người điếc và những mong muốn để cải thiện cái tình hình giáo dục của người điếc ở Việt Nam. Và trong gần một năm sau đó thì hai người chúng tôi đã cùng phát thảo cái dự án, rồi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và với Quỹ Nhật Bản. Thì cho đến tháng 5 2000, năm 2000 thì được cái công văn phê duyệt của tỉnh Đồng Nai để cho phép mở cái thành lập cái dự án giáo dục cho người điếc tại Đồng Nai. Dự án chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2000. Là lúc đó là gồm có 15 học sinh và 8 giáo viên đầu tiên. Cái cơ sở hoạt động ban đầu của dự án là đặt tại trường Đại học Lạc Hồng. Thì tháng 1 năm 2001, chúng tôi đã khai giảng một cái khóa học đầu tiên với 15 em học sinh chia làm hai lớp, lớp 6 và lớp 7. Thì sau 3 năm đặt tại Lạc Hồng, thì dự án dời địa điểm về trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Và sau này trường thì được nâng cấp lên thành là trường Đại học Đồng Nai. Thì từ tháng 5 2000 cho tới tháng 6 của năm 2014 thì hoạt động với cái tên là dự án giáo dục trung học và đại học cho người điếc Việt Nam. Thì đến tháng 7 năm 2014 thì ban giám đốc dự án đã đệ trình đơn xin thành lập trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc và được sự phê duyệt của ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai. Tức là từ đó cho từ năm 2014 cho đến nay thì hoạt động với cái tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc. Từ năm 2000 đến 2006 thì dự án được hoạt động với sự hỗ trợ hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai. Đến 2008, 2009 thì chuyển cho trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai hỗ trợ về hành chính. Và đến năm 2014 khi thành lập trung tâm thì hoạt động dưới sự quản lý của trường Đại học Đồng Nai. Trung tâm giảng dạy theo chương trình giáo dục thường xuyên. Những năm đầu tiên thì chỉ cung cấp giáo dục ở bậc học cấp 2. Cho đến năm 2003 thì sau khi các em đã tốt nghiệp cấp 2 thì chúng tôi tiếp tục mở được thêm cấp 3. Và đến năm 2006 thì trung tâm đã có những em tốt nghiệp cấp 3 đầu tiên. Thì trung tâm tiếp tục triển khai cái kế hoạch là đào tạo các em đã tốt nghiệp cấp 3, những em mà có nguyện vọng trở thành giáo viên thì chúng tôi đào tạo các em trở thành những giáo viên điếc dạy tiểu học. Ban đầu thì chúng tôi được Sở Giáo dục Đào tạo cho phép là mở thí điểm một cái lớp gọi là lớp trung cấp sư phạm. Nhưng sau quá trình học tập hoàn tất xong cái lớp trung cấp sư phạm này thì trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai lúc đó đã cho phép các em được tiếp tục mở cái bậc học cao đẳng giáo dục tiểu học cho các em được tiếp tục học. Và từ đó cho đến nay thì trung tâm đã tiếp tục mở những cái khóa gọi là giáo dục cao đẳng tiểu học cho những em học sinh đã học hoàn tất tốt nghiệp lớp 12. Nhưng mà việc giáo dục những cái học sinh điếc trở thành giáo viên và được tuyển dụng trong các trường chuyên biệt hiện nay thì vẫn còn là một cái vấn đề, bởi vì các trường vẫn còn sự phân biệt giữa giáo viên điếc và giáo viên nghe. Thêm nữa là do chủ trương của nhiều trường thì là muốn dạy cho học sinh điếc là phương pháp sử dụng lời nói. Và thêm nữa là những cái trường ở các trường chuyên biệt thì họ lại không hiểu nhiều về ngôn ngữ ký hiệu, không giao tiếp được với những giáo viên là người điếc. Do đó cũng là cái nguyên nhân làm
mà các trường từ chối hoặc là không chấp nhận, không tiếp nhận học giáo viên là người điếc, chỉ có một ít trường là họ đồng ý. Chính vì cái lý do đó mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn và rất là trăn trở. Và sau đó thì trung tâm cũng quyết định là mở bậc học tiểu học. Thứ nhất là để vừa thực hiện cái mô hình là giáo viên điếc dạy cho học sinh điếc, và đồng thời cũng tạo cái công ăn việc làm cho những sinh viên điếc đã tốt nghiệp. Và đồng thời cái bậc học này cũng là một cái cơ sở thực nghiệm cho việc đào tạo giáo viên của trung tâm. Thì đó là cái phần thứ nhất nói về cái quá trình hình thành và phát triển của trung tâm. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin nói đến một số những cái đề cập tới những cái hoạt động chuyên môn, những cái kết quả mà trung tâm đã đạt được. Thì phải nói là về cái chương trình giáo dục phổ thông, thì cái trường điếc đầu tiên của Việt Nam thành lập vào năm 1886, tính cho đến năm 2000 thì đã gần 115 năm. Và ở Việt Nam thì lúc đó đã có hơn khoảng 60 trường chuyên biệt dành cho người điếc trên cả nước. Nhưng mà tất cả các trường chuyên biệt thì chỉ cung cấp đến bậc giáo dục tiểu học cho người điếc. Thì cái dự án ở Đồng Nai là cái nơi tiên phong trong việc mở ra bậc giáo dục cao hơn cho người điếc và giáo dục từ cấp 2 trở lên. Thì trong 20 năm hoạt động cho đến nay, trung tâm đã cung cấp các bậc học từ tiểu học cho đến cao đẳng đại học cho người điếc. Các em học sinh điếc đến trung tâm thì có thể theo học từ cấp 1 liên tục cho đến hết cấp 3. Thì phụ huynh không phải lo cái việc tìm trường cho con học tiếp sau mỗi một cấp. Trung tâm đã mang đến cái cơ hội học tập cho gần 200 học sinh điếc. Và trong đó thì có những em tiếp tục theo đuổi việc học đến cùng để hoàn thành cái cấp học. Nhưng mà cũng có một số em thì đã cũng bỏ học nửa chừng vì những lý do này khác. Cụ thể những em mà đã theo học cho đến hết khi tốt nghiệp ở mỗi cấp thì chúng tôi có con số như sau. Ở cấp 1 thì năm vừa rồi, tức là các trung tâm đã có được 4 em tốt nghiệp cấp 1. 110 em học sinh tốt nghiệp cấp bậc trung học cơ sở, tức là cấp 2. 88 em là tốt nghiệp trung học phổ thông cấp 3. Thì kết quả thi tốt nghiệp cấp 2 của học sinh điếc ở trung tâm thì luôn đạt tỷ lệ cao là 100% so với học sinh của tỉnh Đồng Nai trong những năm mà khi còn thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thậm chí là còn có những em được xếp thành tích cao trong các kỳ thi này. Tự như là ở năm 2003 thì có một em là Đậu Thủ Khoa. Năm 2003 thì có một em là xếp thứ 5 của cả tỉnh Đồng Nai. Và năm 2005 thì có một em là Đậu Thủ Khoa. Còn ở thi tốt nghiệp cấp 3 đó thì các em thì cũng không có đạt, tuy nhiên là không đạt tỷ lệ 100% cả năm như cấp 2. Nhưng mà cái tỷ lệ đậu tốt nghiệp cấp 3 của học sinh điếc ở trung tâm thì thường là cao hơn so với học sinh nghe trong tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây, như trên đây các chị nhìn thấy, các đây quý vị nhìn thấy sơ đồ mà so sánh đó. Cái màu đỏ là của học sinh điếc và cái cột màu xanh là của học sinh nghe. Thì đây là những cái số liệu mà chúng tôi có được cho đến 2012. Và sau đó thì Bộ Giáo dục đã có một cái thông tư, là tức là những cái học sinh khuyết tật thì không phải thi tốt nghiệp, được miễn thi tốt nghiệp. Ở cái cấp 2 thì từ năm 2007, sau 2007 thì đã có thông tư là miễn thi tốt nghiệp cấp 2. Rồi đến 2013 thì có cái miễn thi tốt nghiệp cho khuyết tật cấp 3. Do đó là chúng tôi không có những cái con số tiếp của những năm sau này. Ở cái bậc giáo dục cao hơn phổ thông đó thì đã có 11 em tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Và ở bậc cao đẳng thì tính cho đến năm nay thì là có 33 em tốt nghiệp cao đẳng. Và trong số 33 em tốt nghiệp cao đẳng này thì có 15 em đã tiếp tục học liên thông lên đại học. Ngoài ra, nhờ cái nền tảng học tập ở trung tâm thì nó cũng đã tạo điều kiện cho 3 em du học nước ngoài ở Mỹ.
Hiện nay thì có một em đang học đại học năm thứ ba ở Gallaudet. Một em thì đã có được một cái văn bằng 2 tại trường Viện Kỹ thuật Quốc gia Rochester ở Mỹ. Và một em thì đã tốt nghiệp thạc sĩ. Em này là năm trước cũng đã được nhận cái học bổng ở tại tổ chức tại Đồng Nai, học bổng của Gallaudet. Thì em cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ. Và những cái em mà đã tốt nghiệp văn bằng 2 hoặc là tốt nghiệp thạc sĩ đều tốt nghiệp được với loại giỏi, được trường tuyên dương. Thì điều đó cũng cho thấy rằng là những cái nền tảng học tập và cái khả năng của người ấy, nếu họ được có cơ hội học tập thì họ cũng sẽ có những cái kết quả rất là đáng tự hào như là những người nghe. Và tiếp theo là một cái sơ đồ nhỏ để Trinh thấy là cái số lượng mà học sinh sau khi đã tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng thì các em đã có được việc làm. 81,8% là các em giáo viên có tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Còn lại một số khác thì tiếp tục học lên cao hoặc là làm nghề giáo viên tự do, tức là dạy các em tự mở lớp dạy. Dạy về ngôn ngữ ký hiệu hoặc là dạy cấp 1 cho những học sinh điếc ở các tỉnh thành của mình. Về cái chương trình đào tạo đặc biệt, ngoài cái văn hóa của người điếc thì trung tâm còn cung cấp những cái chương trình đào tạo chuyên môn về ngôn ngữ ký hiệu, như là dạy mở những cái lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người nghe. Cụ thể là những cái giáo viên mà tham gia giảng dạy ở trung tâm thì đều phải học qua cái lớp ngôn ngữ này, hoặc là những sinh viên ở trong trường Đại học Đồng Nai, hay là những người nghe ở những nơi khác mà muốn học ký hiệu để mà giao tiếp với lại người điếc. Một cái chương trình đặc biệt thứ hai là chương trình phân tích ngôn ngữ ký hiệu. Thì đây là cái kiến thức cơ bản để giúp cho người điếc và người nghe hiểu được cái sự khác biệt giữa ngữ pháp của tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu. Thì tính cho đến nay thì trung tâm đã có được là 5 cái khóa về phân tích ngôn ngữ ký hiệu, và có số lượng người học đã hoàn tất và đạt yêu cầu của khóa học là khoảng 150 người. Cái tiếp nữa là cái giảng dạy về ngôn ngữ ký hiệu. Thì trung tâm cũng có một cái chương trình là đào tạo những người điếc có kỹ năng để trở thành những giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, để giúp cho cái ngôn ngữ ký hiệu được phổ biến sâu rộng ở Việt Nam, có nhiều người biết về ngôn ngữ ký hiệu hơn. Thì trung tâm đã mở được 2 khóa đào tạo và có được 12 em là tốt nghiệp có cái chứng chỉ là dạy ngôn ngữ ký hiệu. Tiếp nữa là cái khóa thứ 4 là về đào tạo thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Thì ở cái chương trình này chúng tôi đào tạo những người nghe có cái kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để phục vụ cho cái sự giao tiếp của người điếc trong xã hội, cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu học tập ở bậc cao của người điếc. Thì chúng tôi đã mở được 2 khóa đào tạo và đã có 10 trên 12 người đạt yêu cầu của chứng chỉ. Phần tiếp nữa là việc nhân rộng mô hình, là cái mô hình giáo dục cho người điếc bằng phương pháp song ngữ ở trung tâm cũng đã được sự quan tâm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vào năm 2009 thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có yêu cầu trung tâm giúp để mở rộng cái mô hình dự án này ở Hà Nội, và chúng tôi đã hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như là huấn luyện những cái phương pháp dạy cho đội ngũ giáo viên ở trường Cao đẳng Trung ương Hà Nội. Và cho đến nay thì cái dự án đó ban đầu cũng kéo dài, coi như được cái sự hỗ trợ của Quỹ Nhật Bản, và dự án diễn ra trong 5 năm. Thì sau đó thì trường Cao đẳng Trung ương Hà Nội cũng đã tiếp tục bằng cái khả năng của mình và bằng cái sự hỗ trợ trong ngân sách nhà nước cũng đã tiếp tục duy trì dự án hoạt động cho đến hiện nay theo cái mô hình của trường Đại học Đồng Nai. Cũng thêm nữa là cũng theo mong muốn của Quỹ Nhật Bản và Bộ Giáo dục Đào tạo ở Lào và Hội Phát triển Người Khuyết tật Châu Á ở Lào, thì trung tâm đã và đang giúp xây dựng cái mô hình Đồng Nai. Người ta gọi chung đó là mô hình Đồng Nai tại Lào. Và chúng tôi đã có những cái khóa, 2 khóa huấn luyện cho người điếc và những giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào về cái phương pháp dạy cho người điếc, cũng như là những hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ của người điếc. Thì đó là tóm tắt những cái nét đặc biệt của trung tâm trong quá trình hoạt động 20 năm vừa qua. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là trung tâm sẽ tiếp tục
nhận được sự đóng góp hỗ trợ của nhiều đơn vị, nhiều tổ chức cá nhân về phía vật chất cũng như lẫn tinh thần, để cho trung tâm được tiếp tục duy trì những hoạt động này và tiếp tục mang đến những niềm vui và hạnh phúc, được đến trường, được học tập, được phát triển như bao trẻ em khác của nhiều thế hệ người điếc Việt Nam trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn phần báo cáo rất là cô đọng và thái quát của cô Hòa. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời giáo sư tiến sĩ James Woodward, đại diện ban giám đốc trung tâm, có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you for attending this wonderful celebration. When I first came to Vietnam 20 years ago, that people had finished. Khi lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cách nay 20 năm thì chưa có một cái mô hình hoặc là vườn những người điếc ở Việt Nam mà tốt nghiệp cấp 2. And I had 31 years of experience in university education that people best at Gallaudet University. Và với 31 năm kinh nghiệm giảng dạy cho người điếc ở tại Mỹ, tại trường Đại học Gallaudet. And at Rochester Dock College, Mahidol. Cũng như là ở trường cao đẳng Rajasuda ở Thái Lan. I believe that it was possible to establish university education for deaf people in Vietnam. Tôi tin tưởng rằng là cái khả năng mà thành lập một cái trường đại học để mà giáo dục cho người điếc Việt Nam đó là một cái điều có thể. Fortunately, Ms. Hoa agreed with me. Và may mắn là bà Hòa cũng đã đồng ý với tôi. However, Ms. Hoa and I were told by the Ministry of Education that deaf people could not succeed at studying in junior high school, especially because sign languages in Vietnam did not have sufficient vocabulary. Tuy nhiên là bà Hòa và tôi cũng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng là cái người điếc ở Việt Nam thì không thể có khả năng học được cấp 2. Và nguyên nhân là bởi vì cái ngôn ngữ ký hiệu của Việt Nam không đủ cái mức từ vựng để mà có thể giảng dạy được. So, if we had stopped there, we wouldn't be here today. Nếu như mà chúng tôi dừng lại tại đó, thì ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Ms. Hoa and I were very fortunate that Dong Nai Department of Education and Training, Dong Nai People's Committee, and the Dong Nai Provincial Pedagogic College, now Dong Nai University, were all very open to the idea of experimenting with higher education. Nhưng cũng may mắn là chúng tôi đã gặp được Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, hiện giờ là Đại học Đồng Nai, là những người đã có cái tinh thần và có một cái tâm lòng rất là cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng mới, sẵn sàng thử nghiệm một cái mô hình giáo dục mới cho người điếc. So, the Nippon Foundation was also very enthusiastic to see what could be done in providing higher education to deaf people in Vietnam. They agreed to a long-term proposal for opening university education to deaf people. Và Quỹ Nhật Bản cũng đã rất là đồng cảm với những cái gì mà chúng tôi trình bày, và họ muốn được nhìn thấy một cái bậc giáo dục bậc cao cho người điếc được mở ra tại ở Việt Nam thông qua cái dự án là mở giáo dục bậc cao cho người điếc thông qua cái phân tích và giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu. And we did this not through oral education, but through sign languages that deaf people. Và dĩ nhiên là chúng tôi đã giảng dạy tất cả các môn học trong chương trình này, trong dự án này bằng cái ngôn ngữ ký hiệu là cái ngôn ngữ mà của những người điếc đang sử dụng. As Ms. Hoa has said, 2003, deaf people finished junior high school. 2006.
Senior High School and in 2012. Cũng như trong báo cáo của bà Hòa vừa nêu, tức là ở năm 2003 thì chúng ta đã có một tớp học sinh đến tốt nghiệp cấp 2 đầu tiên, rồi đến năm 2006 thì chúng ta có một tớp học sinh tốt nghiệp cấp 3, và đến 2012 thì đã có những người đến tốt nghiệp cao đẳng. How was the program designed to be a success? Và như vậy thì cái dự án này đã được thiết kế như thế nào để mà có thể dẫn đến những cái thành công như vậy? As I said, I spent 31 years working with deaf people in various countries before I came to California. Như tôi đã nói hồi nãy trước, tức là tôi với cái vốn kinh nghiệm 31 năm làm việc trong cái lĩnh vực giáo dục người điếc ở tại Mỹ cho với nhiều cái người điếc ở các quốc gia khác nhau trước khi mà tôi đến Việt Nam. So we use that information coming from what deaf people said they needed, and Ms. Hoa developed an ideal program in the Vietnamese culture. Và tôi đã sử dụng những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cũng như những cái gì mà tôi nghe được từ phía những người điếc đã nói với tôi, những mong muốn mà những người điếc muốn được có trong cái nền giáo dục cho người điếc ở Mỹ. Tôi đã trao đổi với cô Hòa và cô Hòa đã vận dụng đó vào cái tình hình thực tế của Việt Nam. To me, after 51 years now of working with deaf people have demonstrated to me that there's nothing wrong being deaf. Và sau có thể nói là sau 51 năm làm việc với người điếc thì những người điếc đã chứng minh cho tôi thấy rằng là không có điều gì là sai với cái việc điếc của họ, với cái tập bị điếc của họ. It's okay to be deaf. Bị điếc không sao cả, đó là cũng điều cũng hiển nhiên rồi. And I think we need to realize this. Và chúng ta cũng cần phải nhận thức ra được cái điều đó, tức là điếc không cũng sẽ không thành một cái vấn đề gì to lớn, chúng ta cũng nhận thức được điều đó. Biggest obstacle to the educational, occupational and social success of deaf people. Biggest obstacle are hearing people. Nhưng mà cái trở ngại lớn nhất trong cái vấn đề giáo dục, nghề nghiệp cũng như là những cái thành công trong xã hội thì cái trở ngại lớn nhất không phải từ phía người điếc, mà trở ngại lớn nhất đó là từ phía những người nghe. Not all hearing people. Nhưng mà không phải là tất cả người nghe. Okay. But hearing people who believe that have negative attitudes about deafness and deaf people. These are the people who prevent deaf people from. Tức là những cái người nghe mà luôn luôn có một cái định kiến về người điếc, hoặc là định kiến về cái ngôn ngữ, về cái khả năng, về cái năng lực của người điếc, thì chính những người nghe này là những người tạo ra cái sự cản trở cho những cái thành công mà người điếc có thể đạt được. If deaf people are treated as a linguistic minority who flourish when their own language and written Vietnamese is used, deaf people will succeed, like they can and like they should, like they have in this program. Nếu như mà những người điếc, tất cả những người điếc đều được một cái sự đối xử công bằng, cũng như là được nhìn nhận bản thân họ, nhìn nhận cái ngôn ngữ của họ và trao cho họ những cái cơ hội, thì họ có thể thành công và họ sẽ thành công, cũng như là họ đã thành công giống như trong cái dự án này. But when deaf people are labeled and treated as if they are disabled, we disable them and set up barriers to their success. Cho nên còn nếu như mà những người điếc mà được nhìn nhận hoặc là đối xử là giống như là những người khuyết tật, thì đặt cái cách gọi tên giống như là những thật, thì chính là chúng ta đã biến họ trở thành những người khuyết tật và cản trở, coi như là ngăn cản cái sự tiến bộ của họ. Khi chúng ta có những cái định kiến và nhìn nhận họ, đặt tên cho họ là người khuyết tật, thì chính cái điều đó là cản trở cái sự tiến triển của họ. I'm not handicapped because my language is English. We're not handicapped because your language is Vietnamese. And deaf people are not handicapped. Tôi cũng không phải là những cái người khiếm khuyết bởi vì tôi không biết tiếng Việt. Các bạn cũng không phải là những người khiếm khuyết bởi vì các bạn không biết tiếng Anh. Thì những người điếc cũng không phải là khiếm khuyết bởi vì họ không biết tiếng Việt mà họ có cái ngôn ngữ ký hiệu. So I am thankful that the parents of the students, teachers, Dong Nai University, Provincial Dong Nai Do Vet, Dong Nai People's Committee have always believed in the project and have always encouraged students.
Tôi cũng muốn cảm ơn phụ huynh, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và trường Đại học Đồng Nai. Và tôi cũng mong muốn rằng tất cả những mọi người, phụ huynh, Sở Giáo dục hoặc là Ủy ban hoặc là trường Đại học Đồng Nai tiếp tục tin tưởng và vận động coi như hỗ trợ cho những hoạt động của trung tâm. I am grateful for the long-term support of the Nippon Foundation, which has allowed the project to continue. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn sự hỗ trợ trong thời gian vừa qua của Quỹ Nhật Bản, một cái sự hỗ trợ lâu dài để giúp cho dự án được phát triển và nảy nở. In addition, I am grateful to the students, their hard work and dedication to study. Và tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các em học sinh là các em đã có những cái sự cố gắng nỗ lực trong học tập của mình để mà đạt tới những cái kết quả mong muốn. And finally, I want to recognize Ms. Hua for her outstanding administration project. Và cuối cùng thì tôi cũng muốn cảm ơn bà Hòa là cho cái sự hiểu biết và đóng góp cống hiến của bà để mà hoạt động điều hành cái dự án trong hoạt động vừa qua. In conclusion, I look forward to the possibility of my attending the second 20th anniversary celebration of the project. Và cuối cùng thì tôi cũng đang mong chờ được rằng là sẽ có một dịp nào đó, có một cái khả năng nào đó trong tương lai là tôi sẽ lại đứng đây để mà được tham dự cái kỷ niệm 20 năm lần thứ hai của trung tâm. Although, for that to be possible, I have to live until the age of 92. Và để cho cái điều đó có thể được, có nghĩa là tôi phải sống đến tận 92 tuổi để tôi được nhìn thấy cái điều đó, một cái kỷ niệm 20 năm lần thứ hai được xảy ra tại trung tâm ở đây, Đồng Nai này. Okay, thank you very much. Cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ James Woodward. Và như chúng ta cũng đã biết thì Quỹ Nhật Bản là tổ chức đã đồng hành cùng trung tâm trong suốt chặng đường 20 năm vừa qua. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh cho nên là hiện nay đại diện của Quỹ Nhật Bản không thể đến Việt Nam để tham dự buổi lễ kỷ niệm này được. Tuy nhiên, để chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại này, Ngài Sasakawa, Chủ tịch Quỹ Nhật Bản cũng muốn gửi lời chúc mừng đến trung tâm. Vì vậy, xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý quan khách chúng ta cùng hướng về màn hình và theo dõi đoạn video sau. People's Committee and Department of Education and Training of Đồng Nai Province. Dr. Flaming Hong, Dr. Han Bao Tan, Dr. James Woodward, Ms. Wendy Ho, faculty, students, parents, alumni, all stakeholders. Xin kính chào tiến sĩ Trần Minh Hùng, hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, tiến sĩ Phạm Văn Thanh, giáo sư tiến sĩ James Woodward, bà Nguyễn Thị Hòa, các giáo viên, sinh viên, phụ huynh, cựu sinh viên của dự án. I am very happy to be able to give a few words on the 20th anniversary of the Deaf Education Project in Vietnam. Tôi rất hân hạnh được nói vài lời trong cái dịp lễ kỷ niệm 20 năm của dự án giáo dục người điếc ở Việt Nam. One world, one family. This is the basic philosophy of the Nippon Foundation. We work with the belief that we are one global family. So we cut across politics, philosophy, religion, ethnicity, and national borders.
một thế giới, một gia đình. Đây là cái triết lý cơ bản của Quỹ Nhật Bản. Chúng tôi làm việc với niềm tin rằng chúng ta là một gia đình toàn cầu. Vì vậy chúng tôi hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như là chính trị, triết học, tôn giáo, sắc tộc và biên giới quốc gia để mà hiện thực hóa một xã hội hòa nhập. And we have placed high priority in capacity building of persons with disabilities in order to realize an inclusive society. The very core of our global family. We have already worked in 48 countries. Chúng tôi đã dành một cái ưu tiên rất cao trong cái việc là nâng cao năng lực cho người khuyết tật ở Nhật Bản cũng như là ở các nước khác ngoài Nhật Bản. Và cho đến hiện nay thì chúng tôi đã có rất là nhiều những cái dự án để hoạt động và triển khai các hoạt động của mình ở 48 quốc gia trên toàn thế giới. To recall, 10 years ago, there was no deaf student able to graduate from junior high school in Vietnam. This was because at that time, sign language was not used in deaf education. It was thought to be a shame to use sign language and to be recognized as a deaf person. Nhớ lại cách đây 20 năm, rằng là chưa có một học sinh điếc nào tốt nghiệp ở chương trình trung học cơ sở ở Việt Nam. Đó là bởi vì tại cái thời điểm đó thì ngôn ngữ ký hiệu chưa được sử dụng trong giáo dục cho người điếc. Và người ta nghĩ rằng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu là điều xấu và người khác sẽ nhận ra là mình bị điếc. But Dr. Woodward and Ms. Ford had an ambition to provide good sign language education. This was to build a foundation to prepare deaf students to become actively involved in society. This was nothing but a dream then, but the seed was planted by two people with an ardent desire and determination. This is the beginning of the first bilingual deaf education in Asia. Nhưng mà giáo sư tiến sĩ James Woodward và bà Hòa đã có một cái tham vọng là cung cấp nền giáo dục tốt bằng ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc ở Việt Nam. Và điều này nhằm xây dựng một cái nền tảng để chuẩn bị cho học sinh điếc tham gia tích cực vào xã hội. Khi đó thì ý tưởng này nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà cái hạt giống ấy đã được gieo bởi hai con người với một cái khát khao và một quyết tâm cao độ. Và đây là cái sự khởi đầu của chương trình giáo dục song ngữ người điếc đầu tiên ở cả châu Á. The seed that was planted has been cherished and nurtured through good or bad times. From the early stages, everyone, from those directly involved with the project to every stakeholder, shares the same goal and work tirelessly towards its achievement. 20 years have passed since. Bilingual education has been offered in the junior and senior high school programs and in the tertiary teacher training program. And today, the seed has grown to bloom as a beautiful flower. Hạt giống được gieo trồng đã được nâng niu và nuôi dưỡng và vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống.
Từ giai đoạn đầu, tất cả mọi người, từ những người trực tiếp tham gia vào dự án đến các bên liên quan đều có chung một mục tiêu và làm việc không mệt mỏi để đạt được những thành tựu của dự án. 20 năm đã trôi qua kể từ đó, giáo dục song ngữ cho người điếc đã cung cấp các bậc học là trung học cơ sở, trung học phổ thông và sau đó là cao đẳng để đào tạo giáo viên. Và ngày hôm nay, hạt giống đó đã lớn lên và nở ra thành những bông hoa tuyệt đẹp. Many brilliant graduates are now active in various sectors of society, such as teachers at deaf schools, president of the National Deaf Association of Vietnam, founder of NGOs to promote the use of sign language. It makes me very happy under this project are now planting their seeds for more beautiful flowers to bloom. Nhiều sinh viên thông minh đã tốt nghiệp và hiện nay các em đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Chẳng hạn như có em là làm giáo viên tại các trường dạy trẻ điếc, nhưng cũng có những em trở thành những người lãnh đạo của các tổ chức người điếc, các câu lạc bộ, các hội người điếc. Hoặc là các em phải sáng lập ra những cái tổ chức tư nhân của mình để thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi rất vui mừng khi biết được điều đó. Và những người điếc đã từng theo học tại dự án của trung tâm, các em đã thành công và hiện nay các em cũng chính là những người đang gieo những hạt giống của mình để có thêm nhiều bông hoa tươi đẹp khác sẽ được đua nở. Many a beautiful flower has bloomed through the Bonai model of bilingual deaf education due to the tireless efforts of all of you. I think we can say that this is a very innovative project in Asia that we can be proud of. Nhiều bông hoa tươi thắm đã nở rộ qua mô hình giáo dục song ngữ cho người điếc ở Đồng Nai nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của tất cả các bạn. Chúng ta có thể nói rằng đây là một dự án rất sáng tạo ở châu Á và chúng ta có thể tự hào về điều đó. I'd like to ask for further cooperation to Đồng Nai University and our people's commitment for continued expansion of the project. Let us work together from here in Donna to spread the progress of bilingual deaf education to come into full bloom throughout Vietnam and Asia. Tôi muốn đề nghị trường Đại học Đồng Nai cũng như là Ủy ban Nhân dân Đồng Nai tiếp tục có những cái sự hỗ trợ và hợp tác lâu dài để dự án được tiếp tục và mở rộng. Từ ngày hôm nay trở đi, nghĩa là chúng ta hãy cùng làm việc với nhau để lan tỏa những bông hoa về giáo dục song ngữ cho người điếc được nở rộ không những chỉ ở Việt Nam mà cả châu Á. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của ngài đại diện quỹ Nhật Bản Sasakawa. Và góp phần thành công cho trung tâm là lực lượng giáo viên tham gia giảng dạy. Xin kính mời cô Lâm Hoàng Anh, một giáo viên đã gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập, sẽ đại diện cho các giáo viên có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời cô. Xin chào. Tôi rất vui mừng trước sự có mặt của ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai, ban giám đốc trung tâm nghiên cứu thúc đẩy văn hóa đi, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các bạn đồng nghiệp và học sinh thân yêu đã có mặt với tôi hôm nay.
vị có biết không, các em học sinh biết, là những người bạn rất đặc biệt của tôi trong 20 năm qua. Tôi và các em đã từng trao đổi, trò chuyện với nhau bằng cử chỉ và điệu bộ của các ngón tay. Tuy đơn giản, nhưng chứa đầy ý nghĩa của cuộc sống. Cứ như thế, đến nay, bao thế hệ học sinh đã trưởng thành. Do các em học tập bằng mắt, nên việc soạn giảng của tôi phải mất nhiều thời gian và không ít khó khăn. Tôi rất cảm ơn các em như Hoàng Lâm, Chấn, Mạnh, Đông, vân vân đã đồng hành hỗ trợ tôi trong quá trình soạn giảng, giáo án điện tử, cắt phim, làm phụ đề cho phim ảnh để minh họa bài giảng, giúp bài học sinh động, dễ hiểu. Đặc biệt hôm nay có mặt những em là đồng nghiệp của tôi như Lâm, Hương, Quang, Hoài Linh, Khắc Phục, Sông Hà, vân vân. Tôi luôn dõi mắt theo và thật sự ngưỡng mộ tài năng của các em không thua kém gì so với người nghe. Các em đã kế thừa được sự nghiệp tròn người. Tôi hy vọng với đà trưởng thành và tiến bộ này, thì một ngày không xa, cộng đồng người điếc chúng ta sẽ lớn mạnh, truyền con chữ cho biết bao thế hệ, dạy làm người cho lớp trẻ thành danh. Như trồng cây mong hoa trái sai cành, người hạnh phúc khi học sinh đỗ đại. Nghề nhà giáo muôn đời vẫn vậy, tiễn trò đi là thấy vinh quang. Một nghề cao quý đàng hoàng, mỗi năm một chuyến đò ngang gửi lòng. Đời cuối, tôi thật sự biết ơn ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai, giám đốc trung tâm nghiên cứu thúc đẩy văn hóa điếc đã tạo điều kiện cho tôi được nói lời cảm nhận vui mừng hôm nay. Đồng thời, xin chúc sự hợp lực của chúng ta sẽ tạo một sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, và tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và ngày tiến xa hơn. Trân trọng kính chào, chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành đạt. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của cô Oanh. Và để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã có công đóng góp cho sự phát triển của trung tâm, ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai có tặng giấy khen cho các giáo viên đang tham gia giảng dạy tại trung tâm có thời gian từ 5 năm đến 20 năm. Và trung tâm cũng có những món quà nhỏ gửi đến cho các thầy cô trong dịp này. Đầu tiên xin kính mời ban giám đốc trung tâm lên sân khấu để nhận quà. Xin kính mời tiến sĩ Trần Minh Hùng trao giấy khen cho ban giám đốc trung tâm.
Và bây giờ xin kính mời cô Hường đọc quyết định khen thưởng cho các giáo viên của trung tâm. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh thân mến, sau đây tôi xin thay mặt trung tâm đọc quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trường Đại học Đồng Nai. Đồng Nai ngày 8 tháng 10 năm 2020. Số 1110/QĐ-DHDN. Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích đóng góp cống hiến cho hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc. Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, căn cứ luật thi đua khen thưởng, các luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Căn cứ các nghị định và hướng dẫn thực hiện luật thi đua khen thưởng và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Đồng Nai ban hành theo nghị quyết số 05/NQ-HDT ngày 1 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng trường. Xét đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc ngày 22 tháng 9 năm 2020 và ý kiến của trường của thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường. Quyết định điều 1, tặng giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích đóng góp, cống hiến cho hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của Trung tâm, danh sách đính kèm theo. Điều 2, kèm theo giấy khen, các cá nhân có tên trên được nhận tiền thưởng theo mức quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3, các ông bà thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, trưởng phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể cá nhân có tên trong danh sách ghi tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu trưởng tiến sĩ Trần Minh Hùng. Xin cảm ơn cô Hùng. Và để tiếp tục phần trao giấy khen cho các giáo viên của trung tâm, xin kính mời các giáo viên có tên trong danh sách sau đây lên lễ đài nhận giấy khen và quà tặng của trung tâm. Xin kính mời tiến sĩ Trần Minh Hùng trao giấy khen cho các giáo viên và mời giáo sư tiến sĩ James Woodward tặng quà cho các giáo viên ạ. Xin kính mời các thầy cô mình có tên trong danh sách mình tiến lên sân khấu ạ. Thank you.
lỗi là em hơi hồi hộp để mà phát biểu. Đầu tiên là em xin đại diện cho tất cả các bạn để nói cái lời cảm ơn đến trung tâm đã có lời mời tất cả những cái cựu học sinh sinh viên để tham dự lễ ngày hôm nay. Hiện giờ em đang là giáo viên dạy ở trường Hy vọng quận 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đã thực hiện dạy được 7 năm rồi. Em muốn trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả giáo viên như là ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai, ban giám đốc trung tâm, những giáo viên cũ cũng như những giáo viên mới của trung tâm. Và cũng gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn học sinh cũ như học sinh mới của trung tâm Văn hóa Điếc. Khi em nhớ lại 20 năm cách đây lúc mà trung tâm được bắt đầu thành lập, điều đặc biệt nhất mà em muốn nói hôm nay là em cảm ơn thầy Quý Ti và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì đã có những ý tưởng thành lập trung tâm này và đã hoạt động được 20 năm rồi. Mục đích của trung tâm khi thành lập là để cung cấp vật giáo dục cấp 2, cấp 3 cho những người điếc và bằng các phương pháp là sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và vật tiếng Việt. Với cái phương pháp này đã làm cho người điếc cảm thấy rất là hứng thú trong học tập, bởi vì đã thấy được là có ngôn ngữ ký hiệu là cái ngôn ngữ của mình được sử dụng trong việc dạy học để giúp cho các em học và tiếp thu kiến thức được tốt hơn. Các thầy cô cũng đã là rất vất vả khi mà dạy cho chúng em và cái phương pháp sử dụng ngôn ngữ ký hiệu này. Khi mà em tốt nghiệp cấp 2 lần đầu tiên vào năm 2003 thì em đã có ý tưởng rằng như vậy là mình có thể tiếp tục học được cấp 3 rồi. Và em dĩ nhiên cũng biết rằng là cấp 3 thì chắc chắn là học cũng sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng mà em nghĩ chí mình rằng là phải tự, phải nỗ lực, phải cố gắng, và em đã làm được điều đó. Và khi học xong cấp 3 thì em lại tiếp tục suy nghĩ rằng như vậy mình có thể học cao hơn nữa được không? Và nếu mà học hơn nữa thì các bạn cần thiết phải rất là cố gắng, nỗ lực, và đầu tiên thì các em được học cái lớp trung cấp sư phạm trong 2 năm. Và sau cái lớp trung cấp sư phạm đó thì chúng em được tiếp tục học lên cao đẳng, thành cao đẳng đại học, và các em đã tốt nghiệp. Cái điều đặc biệt là ở trường Đại học Đồng Nai, ban giám hiệu của trường Đại học Đồng Nai đã có những cái sự hỗ trợ cho trung tâm trong những cái hoạt động này để giúp cho trung tâm có được những cái lớp đào tạo giáo viên riết, cho nên chúng em rất là cảm ơn trường Đại học Đồng Nai rất nhiều. Cảm ơn tất cả những thầy cô ở trung học phổ thông cũng như thầy cô giảng dạy bậc đại học đã chung trang bị để giúp cho chúng em có được những kiến thức hữu ích. Và em cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn học sinh, các bạn hãy luôn cố gắng nỗ lực học tập noi gương, cũng giống như là những cái học sinh cũ của mình, những cái bạn sinh viên lý cũ đã học tập thì các em hãy cố gắng nỗ lực theo cái mẫu gương đó. Và các thầy cô, các em cũng kính chúc các thầy cô là những người giống như những người đưa đò, những người đã ươm mầm những hạt giống. Chúc thầy cô được sức khỏe. Cũng cảm ơn bố mẹ đã động viên cho chúng con là được có cơ hội cũng như là động viên chúng con cố gắng học tập để mà phát triển trong tương lai của mình. Và một lần nữa em cũng kính chúc là tất cả các quý thầy cô, ban giám hiệu trường Đại học Đồng Nai, ban giám đốc trung tâm và tất cả mọi người nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Và hiện đại diện cho những cái sinh viên đã tốt nghiệp khóa 1, khóa 2, khóa 3 của trung tâm, chúng em có một món quà để gửi đến ban giám đốc trung tâm.